Vừa xong, vị tiểu quận chúa mới 5 tuổi này, nhìn thấy ca ca của mình phạm phải hoa si, đồ ngốc, đúng là đồ ngốc. Nhị ca ca, muội muội mang cơm đến cho huynh nè. Ai bảo muội đến đây? Tiếng bụng của huynh kêu ầm ĩ như vậy, muội muội nghe thấy hết rồi. Cho nên muội đến đây. Muội mang rất nhiều đồ ăn ngon đến, nhị ca ca mau ăn đi. Huynh không đói, bên ngoài nguy hiểm, muội mau về đi. Nhị ca ca, huynh không thể ngược đãi cái bụng nhỏ được, nếu không nó sẽ phản đối, khiến huynh bị bệnh đó. Huynh ăn sau, con nít không được đến đây. Muội còn chưa đi. Muội đi rồi, huynh sẽ đổ cơm canh mất. Muội cũng đói rồi, nhị ca ca, chúng ta cùng ăn đi. Sao lại không ăn? Ngon không nhị ca? Ăn ngon không? Cũng tạm. Wow, nhị ca ca, ngon không? Không ngon. Vậy tại sao nhị ca ca lại ăn hết nửa con vịt, nửa con gà rồi? Không thể lãng phí. Vị cũng bình thường, no rồi. Nhị ca ca, ăn thêm chút nữa đi. Hơi ngán, không ăn nữa. Nhị ca ca, ở đây có rất nhiều sách. Muội có thể xem thử không? Đây đều là những vụ án quan trọng, muội không thể xem. Bệ hạ có khẩu dụ. Y, muội ở đây đợi ta, đừng có lục lọi lung tung. Nhị ca ca, mỗi ngày đều ở đây sao? Nếu mỗi ngày muội đều mang cơm đến cho nhị ca ca, vậy chẳng phải là mỗi ngày đều có thể gặp được nhị ca ca sao? Tuyệt quá. Trong phòng đều là án kiện, sách vở. Một khi gặp lửa, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan ra. Cháy rồi, cháy rồi. Trong phòng có rất nhiều án kiện quan trọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không ổn, tiểu tải tải còn ở bên trong. Tiểu đại nhân, người không thể vào trong, nguy hiểm. Muội muội ta còn ở bên trong, người mà xảy ra chuyện gì, nô tài biết ăn nói thế nào với bệ hạ đây. Bệ hạ không thể sống thiếu người đâu. Y y y, muội ở đâu? Nhị ca ca, muội. Muội đừng sợ, ta sẽ cứu muội ra ngoài. Nhị ca ca, muội không sợ. Huynh đừng vào đây, muội đi ra ngoài. Không phải tiểu tải tải nhưng sợ hãi khóc lóc om sòm sao? Tiểu tải tải muốn trèo qua tủ sách đi tới sao? Làm sao bây giờ? Phụng vương, mẫu thân còn chưa về, còn chưa gặp tiểu muội muội. Tiểu muội muội đã bị thua chết rồi sao? Tuyệt đối không thể. Nhị ca ca bay lên rồi. Nhị ca ca giỏi quá. Nhị ca ca đừng sợ, chúng ta nhất định có thể ra ngoài được. Ừm, nhị ca ca, muội sẽ bảo vệ huynh, không để dung nhan tuyệt thế của huynh bị tổn hại chút nào. Lúc này hắn ta nên tự hỏi lại cuộc đời mình, làm thế nào để ra ngoài là một vấn đề lớn. Ở đây thêm một khắc, nguy hiểm lại tăng thêm một phần. Cho dù hắn ta bị thương, hắn ta cũng không thể để tiểu muội muội xảy ra chuyện được. Cậu muốn ra ngoài bằng cách nào? Tớ muốn chảy đôi chứng ngại vật ra. Cậu mau biến hình đi. Biến hình? Nó biến hình thế nào? Ta biết ngay mà, lúc sinh tử tồn vong, có những người sẽ không còn tính người mà. Nhị ca ca, muội muốn chảy đôi tủ sách và xà nhà ra. Sau khi muội chảy xong, huynh phải chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Tiểu muội muội này chắc là đồ ngốc rồi. Lão tứ, lão tam phát hiện ra chưa? Nhị ca ca, muội chảy đây. Hay. Y, muội đau chỗ nào? Nói cho ta biết. Nhị ca ca, huynh đã bảo vệ muội, là ca ca tốt nhất thiên hạ. Bánh bao, xíu mại và hoành thánh đang giúp dập lửa. Nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây người. Tiêu đại nhân có một thói quen kỳ quái, chưa từng để ai chạm vào người, cũng chưa từng chạm vào ai, ngay cả người nhà cũng không được. Hơn nữa Tiêu đại nhân còn rất hay ghi thù, ai mà chạm vào người hắn ta sẽ coi người đó là kẻ thù. Nhưng mà vừa giờ, nhị ca ca, muội tặng huynh một cái ôm thơm, huynh có thích không? Có phải huynh vui đến mức không nói nên lời rồi không? Trông ta giống đang vui sao? Vị tiểu oa nhi đáng yêu này chính là muội muội của Tiêu đại nhân sao? Nhị ca ca, huynh không cần mặc đâu, muội muốn xem thử trên người huynh có bị bỏng không. Đây là lời mà một tiểu oa nhi 5 tuổi nên nói sao? Nhị ca ca, muội không gõ cửa, làm huynh sợ rồi sao? Nhị ca ca, huynh không phải là đang thẹn thùng đấy chứ? Nhị ca ca, huynh đừng thẹn thùng, muội chỉ là một tiểu oa nhi thôi, sẽ không ăn huynh đâu. Muội còn chưa ra ngoài, muội sẽ ra ngoài, nhưng phải xem nhị ca ca có bị bỏng ở đâu không đã. Ta có bị bỏng hay không, chẳng lẽ ta không biết sao? Nhị ca ca, nếu chỉ hoãn việc chữa trị, vết thương sẽ nặng thêm, còn sẽ để lại sẹo bỏng rất xấu xí. Nhị ca ca là đóa hoa cao lãnh trên đỉnh núi tuyết, là mỹ nam thần kỳ, làm sao có thể để lại sẹo xấu xí trên người được? Loại thuốc mỡ trị bỏng này là độc nhất vô nhị thiên hạ, đảm bảo sẽ không để lại sẹo bỏng. Nhị ca ca, để muội giúp huynh bôi thuốc, đưa cho ta đi, ta tự bôi thuốc được. Nhị ca ca, huynh không cho muội giúp huynh bôi thuốc, chẳng phải là muốn muội áy náy chết sao? À, nhị ca ca, vết bỏng của huynh ở đâu? Để thuốc mỡ trị bỏng lại rồi đi ra ngoài. Không, không.
À, tiêu rồi. Mặc dù từ Kaka và Tam Kaka đều là siêu cấp soái ca, nhưng mà mỗi người lại có một vẻ đẹp riêng. Vẻ đẹp trai của tứ Kaka không hề có tính công kích, còn vẻ đẹp trai của Tam Kaka lại có thêm vài phần nữ tính. Còn nhị Kaka là mỹ nam với ngũ quan sắc nét, ba phần tà mị, ba phần cao lãnh như tà phi trong chuyện vậy. Đẹp trai đến mức rất dễ nhận ra, Yi hoàn toàn không có sức chống cự với kiểu mỹ nam này, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở việc ngắm nhìn thôi. Một tiểu tài tài thì có thể có ý đồ xấu gì chứ? Người đâu? Đưa tiểu tài tài này về tẩm điện cho ta. Là, thả ta ra, thả ta ra. À, thật sự biến thành vịt quay rồi. Màu sắc này nhìn ngon miệng thật đấy. Chẳng phải là vì ngươi nên ta mới thành ra thế này sao? Ngươi cái đồ giống cái mà không có nhân tính. Ha ha, được rồi, không trêu ngươi nữa. Vết bỏng không nghiêm trọng lắm, ta bôi cho ngươi một chút thuốc mỡ trị bỏng là sẽ không đau nữa. Là chuyện đau hay không đau sao? Chẳng phải ngươi đau đến mức trứng cũng đau rồi sao? Ai đau trứng? Ngươi mới đau trứng ấy. Không cần ngươi quan tâm, tư thế con gà mái của ngươi thật trướng mắt. Lão tử là thần vịt lão tổ đấy, sao ngươi lại tức giận rồi? Lão tử hy sinh bản thân để cứu các ngươi. Thôi vậy, lão tử chẳng còn gì để nói với một đứa nhóc con như ngươi nữa. Ngươi trách ta cả đoạn đường không quan tâm đến sống chết của ngươi sao? Ngươi ghen rồi, lão tử không ngu ngốc như phàm nhân các ngươi đâu. Chuyện tự dằn vặt bản thân đến chết như vậy, lão tử tuyệt đối sẽ không làm. Được rồi, bây giờ chẳng phải ta đang bôi thuốc cho ngươi rồi sao? Ngươi đã cứu ta và nhị ca ca, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đồng ý. Lão tử không muốn làm thú cưng, cũng chẳng phải ta biến ngươi thành ra thế này. Ngươi tự chứng minh dáng vẻ của ngươi rất đáng yêu đi, chẳng phải rất đáng yêu giống ta sao? Ta thà chết chứ không thèm đáng yêu giống ngươi. Tiêu Cảnh Từ vừa nghe nói tiểu bảo bối xảy ra chuyện, lập tức chạy về ngay. Tiêu Cảnh Nghĩa Từ tìm kiếm một vòng ở ngoại ô, nhưng không tìm thấy Cao Mama. Tiểu bảo bối, muội bị thương sao? Nói cho Tam ca biết, y bị đau ở đâu? Nói cho tứ ca biết. Bị thương rồi mà vẫn không quên ăn. Tiểu bảo bối, muội có phải là bị đau đến ngốc rồi không? May mà tiểu bảo bối không bị thương. Tứ ca, Tam ca, ta lợi hại như vậy, đáng yêu như vậy, sao có thể bị thương được chứ? Vì thể diện, vì tiểu bảo bối, không thể nhận thua, không thể nhận thua. Tứ ca, Tam ca, hai huynh đang so xem ai khỏe hơn sao? Muội cũng muốn so tài. Tam ca, muội so với huynh trước. Không có so tài gì cả, chúng ta chỉ chơi đùa thôi. So tài sức lực với tiểu bảo bối, chẳng phải là muốn đưa cánh tay cho muội ấy bẻ gãy sao? Chỗ nhị ca rất nguy hiểm, sau này đừng đến đó nữa. Nhị ca là một người ít nói, lạnh lùng như tảng băng vậy, còn không cho người khác chạm vào, chẳng vui chút nào. Tam ca chơi với muội không tốt sao? Nhị ca không phải người ít nói, muội không cho phép huynh nói nhị ca như vậy. Nhị ca thích sạch sẽ, không giống như huynh, lúc nào cũng ăn mặc như con gái, chỉ hận không thể đổ hết cả chai nước hoa lên người, nồng nặc muốn chết. Tiểu bảo bối, muội mắng ta, muội không thích ta nữa sao? Ta chết mất, ta đi chết đây. Huynh đi nhanh đi, ta không tiễn huynh nữa, không cản trở huynh diễn kịch nữa. Ta thề, ta nhất định phải để tiểu tài tài nhìn rõ bộ mặt thật của lão nhị, đánh bại lão nhị. Tiểu tài tài rất thích lão nhị. Ngươi cũng thất sủng rồi sao? Liên thủ thế nào? Ý thích ta, ta không cần phải liên thủ với ngươi. Biết phòng trước, ngươi có hiểu không? Cứ tiếp tục như vậy, e là ngươi còn không có cơ hội để bế con bé nữa đâu. Ngươi muốn làm gì? Trước tiên hãy xem thái độ của lão nhị với tiểu tài tài thế nào đã. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tứ ca ca, Tam ca ca, mắt hai huynh bị làm sao vậy? Vừa rồi trên đường đi gấp quá, bị gió bay vào mắt. Mắt ta không thể chịu nổi một hạt bụi nào, ta nhất định phải lấy hạt bụi đó ra. Nhị ca ca, mất tiểu tài tài rồi. Lão nhị rất kiềm chế, một chút là sẽ đẩy tiểu tài tài ra. Đến lúc đó có thể nhân cơ hội an ủi tiểu tài tài, tiếp cận muội ấy. Cả phủ đều biết. Tiêu Cảnh Hàn ghét nhất là người khác chạm vào người hắn. Chuyện gì vậy? Nhị ca ca đến thăm muội sao? Nếu ta còn không đến, lão tam, lão tứ sẽ coi như ta chết rồi. Chẳng phải hai người đang bận chuyện của mình sao? Huynh làm tiểu tài tài sợ hãi, đệ đương nhiên phải quay về an ủi tiểu tài tài của đệ rồi. Tiểu tài tài, lại đây để tam ca ca xem nào. Chẳng phải huynh đã xem rồi sao? Tiểu tài tài thay lòng đổi dạ rồi, nội các sao lại bị cháy? Nghe nói lúc xảy ra hỏa hoạn, Yi đang ở bên trong, sao huynh có thể bỏ Yi lại trong đó được? Yi mới 5 tuổi, bị kinh hãi như vậy, nhỡ đâu để lại bóng ma tâm lý thì sao? Lúc đó ta đang nói chuyện với nội thị ở bên ngoài, nhị ca ca không phải cố ý, nhị ca ca đã xông vào cứu muội ra ngoài, vừa dũng cảm vừa lợi hại. Thôi xong rồi, tiểu tài tài bị lão nhị mê hoặc đến mức không phân biệt được đúng sai rồi. Nhất định phải nghĩ cách kéo tiểu tài tài về phía chúng ta. Người đắc tội với nhiều người như vậy, là người trong cung hay là kẻ thù chính trị trên triều đình? Lão nhị thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần động não một chút, cũng đoán được kẻ chủ mưu phóng hỏa là ai rồi. Ta sẽ điều tra rõ ràng. Nhị ca ca, chân muội mỏi, có thể ngồi lên đùi huynh được không?
tự ngồi đi tiểu tải tải. Tam ca ca ôm muội nào. Vòng tay của tứ ca ca mãi mãi chào đón y. Nhị ca ca, muội rất nhẹ, sẽ không đè nặng huynh đâu, cũng sẽ không khiến chân huynh bị mỏi. Tiểu tải tải, muội như vậy là quá thiên vị rồi đấy. Vòng tay của nhị ca ca là ấm áp và thoải mái nhất. Lão nhị, chẳng phải ngươi ghét nhất là đụng chạm vào người khác sao? Ngươi không phải là không ôm tiểu tài tài sao? Ta không ôm, tiểu bất điểm tự ngồi đấy. Ta ghét người khác động vào người, cũng không động vào người khác. Nhưng y không phải người khác. Tim đau quá, đau lòng quá. Lão nhị, sao ngươi thể nói biến là biến được chứ? Nó rõ ràng chỉ là một A Hoàn, lại dám mạo nhận tiểu thư, còn lớn tiếng muốn diệt trừ người trong vương phủ. Y, nhị ca ca có bị thương không? Mắt cá chân nhị ca ca bị bỏng. Muội đã bôi thuốc cho nhị ca ca rồi, khoảng 2 ngày nữa là khỏi thôi. Lão nhị bị thương rồi, muội ngồi lên người huynh ấy chẳng phải là khiến huynh ấy bị thương nặng thêm sao? Huynh ấy sẽ đau lắm đấy. Nhị ca ca, muội không cố ý. Nhị ca ca, huynh có đau lắm không? Ngồi thế này không đau. Lão nhị lúc nào cũng thích nói ngược, cho dù có đau chết cũng nói là không sao. Trong lòng trống rỗng, Tiêu Cảnh Hàn bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ, một nỗi bàng hoàng, nuối tiếc khó tả. Hứa quản gia nói Cao Mama xảy ra chuyện rồi, ngươi không tìm thấy bà ấy sao? Liên Vũ đã đưa ta đến nơi đó tìm, tìm khắp nơi cũng không thấy. Ta đã dặn dò thị vệ tiếp tục tìm kiếm. Bọn cướp hung hãn, e rằng Cao Mama đã gặp bất chắc. Cao Mama đã làm chuyện có lỗi với y, nhưng kết cục bi thảm như vậy cũng khiến người ta phải thở dài. Lúc này, Liên Vũ đang nghỉ ngơi trong phòng. Cô ta nghĩ đến tiểu quận chúa được ba vị ca ca vây quanh, hỏi han ân cần, trong lòng tràn đầy ghen tị. Đôi mắt thanh tú lóe lên tia độc địa. Liên Vũ thầm nghĩ, nãi nãi nói chỉ cần ta còn ở vương phủ thì sẽ khiến cho tiểu tiện nhân kia phải sống dở chết dở. Chỉ cần ta thật lòng muốn, nhất định sẽ nghĩ ra cách có được trái tim của Tam ca ca, còn cả tứ ca ca, nhị ca ca nữa. Ta đều phải khiến huynh ấy yêu thương ta như trước. Thị vệ ngày đêm tìm kiếm, tìm 2 ngày vẫn không thấy tung tích Cao Mama. Toàn một lũ vô dụng. Tam ca ca, có phải nãi nãi sẽ không về nữa không? Có phải muội sẽ không bao giờ được gặp lại nãi nãi nữa không? Vương phủ nuôi các ngươi để làm gì? Kéo hết ra ngoài xử tử. Tam công tử, việc này không ổn đâu. Chúng không tìm thấy nãi nãi chính là tội chết. Nuôi bọn vô dụng các ngươi chỉ tổ phí cơm gạo. Tam công tử bất giận, hay là... Tuy rằng Tam công tử bên ngoài theo thái tử điện hạ, làm sằng làm bậy, nhưng ở trong phủ, hắn chưa từng sát hại ai vô tội. Tam công tử, đây là sao vậy? Sao lại coi lời ta nói như gió thoảng bên tai vậy? Tam ca ca, có phải nãi nãi chết rất thảm không? Mười mấy thị vệ vất vả 3 ngày, hết lòng hết sức tìm người, không ngờ lại vì chuyện nhỏ này mà mất mạng. Họ trung thành với Tiêu vương phủ, nhưng nào muốn chết như vậy? Dừng tay. Tam ca ca, huynh quên lời đã hứa với muội rồi sao? Đã hứa gì với tiểu bảo bối gì nào? Không được làm hại người khác, không được ức hiếp người khác. Nhưng chuyện này là do thị vệ phạm lỗi trước. Tiểu bảo bối, ta không quên. Bọn vô dụng này đáng chết. Không tìm thấy người không có nghĩa là họ không hết lòng hết sức, không có nghĩa là họ vô dụng. Tiểu quận chúa, người nói vậy là có ý không muốn tìm nãi nãi ta sao? Nãi nãi người sống chết thế nào? Thật ra không liên quan đến ta. Tiểu bảo bối, sao muội có thể nói ra những lời như vậy? Tam ca, huynh đừng trách tiểu quận chúa. Dù sao nãi nãi cũng chưa từng chăm sóc tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa không thích nãi nãi cũng là lẽ thường tình. Bọn họ không tìm thấy Cao Mama, đáng chết, đáng giết. Vậy ngày đó ngươi bỏ mặc nãi nãi ngươi chẳng phải càng đáng chết hơn sao? Tiểu quận chúa uy vũ bá khí, tiểu quận chúa vậy mà lại bênh vực chúng ta. Tiểu quận chúa người đẹp nhất đẹp, danh bất hư truyền. Liên Vũ không chạy là chết đấy. Tiểu bảo bối, muội không thể nói Liên Vũ như vậy. Tam ca ca, huynh chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại muốn đại khai sát giới trong phủ, rất oai phong đúng không? Có phải huynh đã quên lời hứa với muội rồi không? Thất hứa phải bị phạt. Lại bị tiểu bảo bối mắng rồi. Lão ca, mặt mũi này mất hết rồi. Tiểu quận chúa, không phải lỗi của Tam ca ca. Tam ca ca lo lắng cho nãi nãi nên mới. Vậy đó chính là lỗi của ngươi. Nếu như bọn họ chịu khó tìm kỹ hơn một chút, nói không chừng đã tìm thấy nãi nãi rồi. Mặt Liên Vũ nóng rát, nước mắt tủi thân tuôn rơi, nhưng không dám khóc thành tiếng. Bởi vì được Tam công tử và Tứ công tử yêu thương, Liên Vũ luôn tự cho mình là tiểu thư. Ở vương phủ, cô ta luôn tỏ ra mình là chủ nhân cao quý. Bị tiểu quận chúa tát trước mặt mọi người, đối với Liên Vũ mà nói, không khác gì đánh mất đi sự kiêu ngạo và thể diện. Ngươi còn dám ra vẻ tủi thân à? Ngươi chỉ là một tên đầy tớ, có tư cách gì mà chỉ trích thị vệ? Tiểu bảo bối, Liên Vũ mất đi nãi nãi, tâm trạng không tốt cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, nó còn nhỏ, nó có thể thông cảm được. Nó còn nhỏ, còn huynh thì sao? Huynh vẫn còn là trẻ con sao? Dung mạo của huynh là đánh đổi bằng đầu óc sao? Đến nỗi bị một tiểu oa nhi mê hoặc mà cũng không biết. Lại bị tiểu bảo bối mắng nữa rồi. Ta không cần mặt mũi nữa sao? Tiểu quận chúa vừa đáng yêu vừa bá đạo. Liên Vũ, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Hắn cảm thấy nghẹn quất trong lòng,
nhưng lại không nỡ nổi giận với tiểu bảo bối. Ấm ức chết ta rồi, Tam ca ca. Ta mắng huynh, mắng sai sao? Nếu mắng sai, huynh cứ đánh ta đi. Ta sao nỡ đánh muội chứ? Nhưng ta rất thông minh, ta sẽ không bị một tiểu oa nhi khinh thường đâu. Lúc ông trời ban cho huynh trí tuệ, chắc chắn huynh đang ngồi trong nhà xí, rồi ông trời lỡ tay nhét phân vào đầu huynh rồi. Phân là cái gì? Là cái mà huynh nghĩ ra khi ngồi trong nhà xí đó. Sao tiểu bảo bối mắng người mà thanh tao pháp tục thế này? Đêm đó, Tiêu Cảnh Từ đến tìm Tiêu Cảnh Hàn, hỏi xem đã tìm ra kẻ chủ mưu phóng hỏa hay chưa. Chuyện phóng hỏa ở nội các đã điều tra rõ ràng rồi, là do một tên nô tài thân cận của Lan Quý Nhân. Hắn ta một lòng trung thành với Lan Quý Nhân, cũng tận mắt chứng kiến cái chết của chủ nhân. Tên nô tài này mai phục nhiều ngày, quyết tâm báo thù cho chủ, phóng hỏa thiêu chết Tiêu Cảnh Hàn. Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải đảm bảo y không gặp nguy hiểm, phải bảo vệ muội ấy. Có lẽ muội ấy không cần chúng ta bảo vệ đâu. Trên người tiểu nha đầu này có nhiều điểm thần bí kỳ lạ, muội ấy không phải là đứa trẻ bình thường. Y mới 5 tuổi, sao lại không cần chúng ta bảo vệ? Tiểu nha đầu này lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng đấy. Lợi hại đến đâu cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, bất cứ chuyện gì liên quan đến y đều không thể lơ là chủ quan. Tiêu Cảnh Hàn nhận ra tứ đệ rất căng thẳng, y là người vô tội, huynh không thể đổ lỗi cho muội ấy được. Đệ lại biết ta đang nghĩ gì rồi. Phụ vương và mẫu thân lưu lạc bên ngoài tìm kiếm y 4-5 năm nay mới về kinh một lần. Huynh có thấy phụ vương và mẫu thân phải chịu khổ sở bên ngoài, gia đình chúng ta không được đoàn tụ, đều là do y gây ra đúng không? Tiêu Cảnh Hàn im lặng, quả thật những suy nghĩ đó vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn cũng biết những suy nghĩ sai lầm này là không nên có. Hắn không nên trách cứ một tiểu muội còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, không nên đổ lỗi vô cớ lên đầu muội ấy. Là ca ca mà hắn quá ích kỷ, quá nhỏ nhen, quá đáng. Y đã phải chịu nhiều khổ cực ở nơi hoang dã, vất vả lắm mới được trở về nhà. Chúng ta phải bù đắp cho muội ấy gấp bội, chứ không phải bắt muội ấy phải chiều theo ý chúng ta. Nếu ngươi khiến y buồn, ta sẽ không tha cho ngươi, cũng không cần ngươi làm nhị ca nữa.